Vợ chồng bé bầu xin chào ông bà con chú đang xem trên kênh của bé Hạt Tiêu nha. Xin chào bà con chú. Rồi. Ai? Hả? Ai bà xin chào. Biết rồi. Ok. Lắp xin chào bà con chú nha. Chương trình như thường ngày thôi đó anh, nhưng mà không có biết quay gì cả nhà xem thì quay hôm nay sẽ làm một món đặc biệt sáng thôi mà. Bé Tiêu. Đây là con dế. Wow. Mọi người có con dế không? Qua em có vô cái chỗ mà người ta nuôi dế á, cái em thấy này em thấy con dế nhỏ em tưởng ủa sao người ta nuôi ra vậy. Cái con dế mà nó nhỏ chỉ đắp nhỏ xíu mà người ta mới thu hoạch này, cái này là mới thu hoạch đó. À vậy hả? Hồi bữa xong rồi hôm qua em tưởng người ta chưa thu hoạch cũng lên mua tại chỗ luôn. Ừ. Mà lên mua hết rồi. À. Cái trời. Cái hồi nãy em mới mua với cái chị kia, xong rồi nghe nói là chị hai chị không ăn được, không nhỉ, con dế à, chưa chị chưa ăn con dế, chị hai chị ăn thử đợt hồi bữa em có cho mọi người ăn rồi mà bữa ăn ngon nhộng không, hồi bữa lần trước đợt chín rồi á, chín rồi có mua rồi mà chín rồi chị chưa dám ăn con này. À vậy hôm nay chị phải ăn nhá, ăn thử nhá. Thì Huy thì Huy nói Huy ăn được cả, Huy với anh Hải á. Ừ. Khoái ăn mà Huy với anh Hải thì như khoái ăn á, đúng rồi. Nên là em mua bây giờ mẹ chuẩn bị xào lá chanh cho thơm á cả nhà. Đây coi mẹ xào luôn đúng. Nói vô phụ mệt, cái này vô phụ nhìn thôi cả nhà. Nhìn mẹ làm thôi. Này vô cổ vũ cho mẹ. Đây mẹ không cho làm cái gì chơi không bà cô chú ơi. Hello, xin chào bà cô chú. Chỉ có ăn rồi ngủ rồi đi chơi thôi mà, đi quay thôi à. Mẹ không cho làm cái sao. Con giấy này to nè, bé Tiêu nhận. Dạ. Hồi hôm qua chị hai thấy thì nó ngồi xíu rồi em. Ủa em nhìn em cũng thấy lạ. Hôm lần đầu tiên em đi vô coi chỗ người ta làm luôn á. Ủa mà sao chị không đi đâu chị không biết ta? Hôm qua mọi người về với mẹ. Chứ chị về trước rồi em đi qua. À. À vậy hả? Em nãy cũng có mà. Lấy cái này đi. Không có đồ ăn thì mình lấy mỡ lần đi. Mỡ lần dạ. Mỡ lần hả? Sao em nghe nói mỡ lần? Mỡ lần. À. Mỡ lần. Mỡ lần. Em ăn được con này không? Em ăn được. Ăn được đúng không? Đi nói chuyện ăn hả? Cái này con này. Con nào này á, ai mà dân nuôi đúng không? Dân nào người ta thích con này lắm nè. Ở trên em mình đi đào. Ngày xưa em không đào mà nó cứ ra sau nha. Sau đó. Thường nhà chị lâu lâu làm cỏ. Cút cút cái là thấy nó bay lên à, nó nhảy lên. Con này thì ăn được mà con. Sẽ cho dầu cho mỡ vào. Trời lá chanh thơm quá ha. Ăn nó ngon hả? Ăn nó ngon hả? Thử con coi. Thử con. Ăn nó ngon nhỉ. Ăn nó ngon nhỉ. Con này xong người ta làm nó chết rồi ta. Xài cái này là hàng nữa tại vì mình thường mình mua còn sống không đi mình mua nó có hộp cái này nữa mà mình mua tại chỗ này nó còn sống à nó chạy như vậy tại bữa giờ chúng ta để trong tủ đá chưa không không cần làm cái gì đâu hả ta không cần cắt cho đâu có làm gì đâu rửa qua thôi à rửa qua nó rửa qua xong rồi xào nên bỏ lá chanh vào. Ngày xưa muốn ăn con này rất là cực luôn á, đi đào sâu cái đào một mét luôn ấy. Mới thấy nó. Con này biết mùa trong mùa cà phê, mùa Tây Nguyên là biết sao. Người ta đi bơm nước á, tưới nước á là bắt đầu nước nó xuống á. Úc 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 nổ bong bóng lên là bắt đầu dễ nó chui lên. À. Bắt. Mà con nào con này to như ngón tay này. Nghe con to mà. To hơn. Dạ đúng rồi, con dế kêu con này nước kêu cái loại dài nha. Ừ. Kêu mấy lại nhức tai luôn. Như mùa hè dế kêu á. Mùa hè là con ve kêu á. Ve con ve. Cả nhà, có chung nhỏ bảo là mùa hè là dễ kêu nha, chứ không phải ve kêu nha. Mùa hè là dễ kêu á. 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 Mùa hè là dễ kêu á
con về. Có nhà kìa, nhà không? Đây có mẹ, mẹ với lại 6 đứa con. Em làm chứ ngồi được. Bây giờ em biết cách. Có cái làm chứ ngồi trong video á. Vậy hả? Thử xong rồi mình giảm. À. Đúng hôm qua giờ ổn lắm mà em giảm chút một xíu ấy. Giảm sao ta? Tôi ôm đường á, bấm vô xong rồi cái bên là có giảm rồi. À. Giảm chứ ngồi. Đúng. Chứ nó xong chứ coi chứ cả nhà xem nha. Con gì cũng ăn được hết vậy ta. Bây giờ tự nhiên mấy con trùng nổi lên ăn quá trời sâu. Ừ. Nhộng tầm gì. Chắc ăn sâu kê rất là ngon nha. Còn sâu kê ngon lắm. Chị ăn con đĩa chưa? Ghê. Con ăn được. Con ăn nha. Ghê vậy. Con gì thì em cũng chưa ăn đâu. Ghê quá. Con nó là chạy mất rồi. Nhà em có ai ăn. Mẹ em ăn. Mẹ à? Mà chị chưa từng gặp con đó nha, chị chưa biết con đẻ như thế nào. Mai em đánh chị ra ngoài luôn. Không. Nó cứng ngắc hả? Cứng hả? Em từng bị rồi hả? Chị thấy bố mẹ, ba mẹ đi ruộng về hay nó đu theo về, nó cắn chảy máu từ lưa hết. Mà chị ngứa thôi, nó không đạn nhưng mà mình không thấy nó. Em thấy rồi hả? Trời, chị nghe chị nổi da gà hết. Rồi chín rồi nha cả nhà ơi, đây. Đây giờ cô chủ nhỏ thì thưởng thức được à. Nhìn hấp dẫn quá ha. Hấp dẫn được chị Hai. Thơm lắm, ăn được không? Ăn con đó đúng không? Ăn lại chanh vô. Chị Lắp ăn thử, chị Lắp ơi. Huyền ăn, Huyền. Em ăn. Đó, đưa ra cho chị Huyền ăn. Huyền ăn trước con cho chị xem nha. Có cắt đầu cắt đuôi không? Không, bảo bà cô chú nha. Rồi. Bỏ cái gì? Bỏ cái chanh nhỏ nhỏ xíu. Bỏ cái nếu mình nhai được thì mình nhai thôi, tại nó cũng nhà ăn cơm mà. Rồi sao nữa, ăn gì nữa? Béo béo. Béo béo. Thơm, lá chanh. Ăn thêm lá chanh vô nữa hả? Rồi em ăn thử. Hai anh đi đừng có đánh cái lạnh nhá. Nè, không ăn được bỏ cái chanh ra. Xem em nè. Ăn thử đi ngon lắm. Bỏ đầu bỏ chân nha. Không. Không bỏ đầu. Không bỏ cái chanh nhỏ như vậy nè. Đó đúng rồi, bỏ cái đó đúng rồi, tụng đâu bỏ thôi. Tụng mày ăn như cánh luôn. Cắn ngang luôn. Lần đầu tiên ăn con vật. Các bạn ăn được chưa? Con vật. Đang là con vật đâu. Đó. Nó thấy vị sao? Bỏ lại chanh vô nữa. Đúng rồi. Hai má. Má. Rồi. Ăn cơm luôn. Sao? Sợ quá. Ăn thêm sao? Con nữa. Giờ có ăn thêm con. Cho ăn thêm hành thôi đi. Ngon nè. Đúng, nó cũng nó ăn vị nó cũng hơi giống con sâu tre ha. Em thì ăn không như vậy. Em ăn không được nhiều đâu. Đi ăn
Chỉ mình ăn với cơm ha. Em ăn được vừa ăn đó, mẹ sợ vừa ăn đó. Chỉ mình ăn với cơm cho nó ngon. Chị lấp nhát quá. Chị lấp nhát ghê, chị lấp không dám ăn thử con nào ha. Em nói rồi, em nè, em ăn thử hết đó. Chị lấp nhát nhỉ? Chị ra nhát, còn chị lấp còn nhát hơn. Chị lấp nhát hơn á, em thử cho biết mùi vị. Anh Hải mở xôi. Anh Hải thử đi. Anh Hải. Anh thử bình thường nha. Mẹ nấu xong mẹ chưa ăn. Một con đó đi, hai con. Không sao, mẹ kêu là anh thử đi. Cơm nào vậy? Cơm hồi sáng hay vậy? Ngắt, tại vì nó lạnh á. Béo. Có chút mặn mặn. Ngon hai ngày. Bùi bùi. Ngon mà. Đi chạy đây. Đang ăn vẫn sợ nha. Ủa rồi, tôi nói tặng lại ơn giờ đã kêu mới mua một cái bánh kem về để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho một người nha. Một người đặc biệt. Ai với ta? Mẹ phù mà. Ai vậy? Ý nó đợi Vũ Ngọc đi lấy gà về xong rồi sẽ quay phim cho cả nhà xem. Trời ơi, cả nhà thấy nè, bé bỏng trời lạnh mà như thế này đây. Đi ra ngoài nó mới lạnh, còn trong nhà nó ấm mà. Mặc áo vào. Trời lạnh thế này. Mẹ đang sắp xếp tay đem lên đá mà. Đây, mời cả nhà nha. Lạnh muốn chết mà chị lắm đây, ấm chạy. Ừ. Ra ngoài nó mới lạnh, trong đây nó ấm. Đây nha ông bà cô chú. Nha. Hôm nay vẫn lạnh á. Trời ơi. Chiều nay đi chợ thì bé Hà Tiêu mua nguyên một một bao nho như này luôn. Bao nho nha cả nhà. Bao nho. Bao nho, nó nhầm. Bao nho hả? Ờ. Còn đỡ hơn là ve kêu dế. Dế là sao? Mùa hè chỉ có dế kêu thôi cả nhà nha, chứ không phải là có ve kêu đâu. Cô chủ nhỏ đó, slogan người cô chủ nhỏ là như thế. Hello, hello, Vũ. Ủa, Huy đâu? Vũ cũng hài lắm nha cả nhà. Vũ là Vũ hài hước ấy. Vũ là gọi là Vũ vui vẻ. Xịt à? Cấm xịt nhé. Mặc áo đi. Mẹ nó mặc áo đi. Không ăn thì bảo là không ăn. Ăn rồi thì cứ bảo là nói. Em chạy đi đầu làng về à? Gà nướng. Wow, thơm thế nhỉ. Bỏ xuống, bỏ xuống. Bé hạt tiêu. Ông bà có chú à, nhiều ông bà có chú à, bắt lỗi nha. Vừa bé bỗng cười như thế mà còn bảo ít cười nha. Có cười mới vui lắm cả nhà. Có một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nha. Không cười là buồn lắm ấy. Đúng rồi. Bữa cơm tối hôm nay ăn trái cây thôi. Thế chị ăn đồ ăn hay chị thích ăn hay gì á? Nên là
làm cái cây thôi nha. Đừng chơi. Đây là con đường ghế này Tài. Vậy hả? Dạ. Đậu ăn rồi nè. Tài ăn được con đấy không? Tài, Tài biết mùa hè là con gì kêu không? Chị Hai kêu là mùa hè con dế kêu. Slogan của bà Hai là hè về là dế kêu nha, không phải ve kêu nữa đâu nha. Ừ. Hôm nào đi em? Hả? Chiều hay là sáng? Chiều. Chiều mới đi. Rồi mọi người ngồi xuống đi. Huy thì Huy hôm nay đi về rất là mệt cả nhà ơi, nên là Huy đang ngủ. Đúng rồi. Đang ngủ chứ phải là ăn cơm chứ. Dạo anh Hải. Thôi để anh nhá. Để em anh ngồi đi. Em ngồi đi. Anh ngồi đi. Hãy chào ông bà cô chú anh chị đang xem trên kênh Bé Tiếng nha. Và tối hôm nay nha, là nhà bé cho ăn toàn trái cây thôi. Ở hai đứa chạy đi đâu? Bữa giờ ăn rau ăn thịt nhiều rồi. Ăn trái cây. Ăn chay. Hôm nay cho ăn trái cây. Rồi em quay cho. Rồi em quay cho. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Đây. Nhớ xin mối đi. Huy ơi. Chào chưa? Đây cả nhà nhìn lên cho con nhỏ xin chụp hình. Dương ơi, bắt đầu. Huy nhìn lên đây Huy. 1 2 3 2 3 2 3. Ok. Bên kia luôn đấy, hay là thôi. Thôi đi. Thở đi cho mọi người mở. Happy birthday.
Đi. Đây, bye bye mọi người nha. Em đi đây. Em đi. Rồi bây giờ từ người chúc hai nha. Để em chúc trước nha. Anh chị lớp đi. Chị chúc em thêm tuổi mới nhiều sức khỏe. Và là trên con thành công trên con đường của mình đã chọn. Cảm ơn chị lớp. Rồi chúc em tuổi mới nhiều sức khỏe, thành công hơn nữa. Sớm đặt nút vàng có người yêu sớm nha. Rồi. Mẹ chúc chị hai đi mẹ. Mẹ chúc con hay ạ. Này giúp mẹ chúc con. Dạ con cảm ơn mẹ nhiều. Không cần mẹ thằng kia nha cả nhà. Nếu mà mẹ chúc tiếng Thái thì mẹ cũng hay á. Rồi giờ thì mẹ chúc tiếng Thái mẹ tiêu dịch lại. Rồi em chúc chị hai sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thì ngày càng thành công cho công việc, với lại là ngày càng xinh đẹp. Mau có người yêu để cho tụi em. Đi chị tháng 8 rồi à. Mong là mấy chị em mình sẽ luôn luôn như thế này nha. Okay. Rồi Huy có chúc gì không? Em mới chúc xong mà. Có hai nói nữa. Tài chưa chúc chị hai à? Đây chị để em chúc. Em chúc hai cái luôn hả? Đây chị Huyền nuôi cái chúc đi. Chị em cho Ngọc Anh kìa. Cho Ngọc Anh cái. Tài chúc đi đôi. Em không có gì em chúc chị hai sinh nhật vui vẻ, ngày càng thành công hơn trên con đường mà chị hai chọn, làm cái gì cũng thành công hết. Chúc chị hai sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng tươi chú Hoa. Rồi hôm nay rất là bất ngờ luôn không bà cô chú anh chị em. Không biết nói gì hết trơn, chị con không biết là tiên. Cảm ơn gia đình của mình rất là nhiều nha, đặc biệt là cảm ơn mẹ và gia đình của bé Tiêu luôn dành tình yêu thương cho tất cả chúng con. Đâu có gì đâu, em nhìn nhầm mọi người cũng vậy mà. Có vuông miệng xong đổi cho chị hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú và gia đình mình ăn cơm hả? Chắc là mình sẽ một bánh nha ha. Quá vui luôn, quá mẹ dùng cơm và gia đình mình ăn cơm. Mọi người ăn cơm nha. Mọi ăn cơm. Chắc là bà cô chú cùng dùng cơm tối với gia đình nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình của bé Hạt Tiêu nha. Mời mẹ ăn cơm. Mời chị ăn cơm nha. Mời mẹ ăn cơm. Đúng ra là ngày mai nó lấy nhận mà bé Tiêu sợ mai đi á. Mặc áo vào. Trái cây người ai ăn, chúng ăn cơm nhiều vào nhau mọi người. Rồi, ok. Hàng chi hôm nay bé Tiêu em cứ yên tâm. Thấy có gì đó, thấy có gì đó sai sai hả? Có gì đâu, thường nay cũng phải mà. Rồi, mày có gì đó, mình cho bà chú ăn nha. Thôi mẹ, mẹ ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời các con ăn. Dạ, con mời mẹ ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Vừa qua ăn cơm đi. Mời cả nhà cô chú. Mời cô mời ba chị em cơm nha. Cả nhà mình nó cứ cho dù đi tới đâu cũng quay về nhà kết thúc video không. Đi đâu cũng quay về gia đình để kết thúc. Chỉ có hồi sáng nay em kết thúc video với ngoài đường thôi. Thôi video gì mà cái lúc mà đường ta video trời ơi cái bà này tổ chức sinh nhật cho lãng chí luôn trời. Biết tay nãy chút dây chút dây của tụi mới mà nó hơi cái rồi chết luôn. Món hoa quả đấy chú. Xoay xe tiếp à Huy? Vũ vô ăn cơm đi. Hay là Huy muốn về Vũng Tàu. Mọi người cứ ăn đi. Về chứ vậy. Ăn cơm mẹ ơi. Em ăn con dế nha. Mẹ đang ăn. Mọi người cứ ăn dế ngon mà ăn hết luôn em. Các bạn bỏ hết chân. Em nhai lại em giòn hết á. Hồi nãy em mới về Sóc Trăng, bây giờ tới Huy Vũng Tàu. Chúng cơm ra. Mùa nước cam, mùa nước chia cho mấy anh chị kìa. Mùa nước ăn lắm. Mùa nước dùng đen. Ừ rồi lắm. Huy hồi nãy á. Đang ngủ, đang ngủ nghe. Anh đi con này. Mùa kia nó còn đầy hết rồi. Hả? Không nổi. Thế hả? Thầy thay em đi ngủ đi, không ăn được thì đi ngủ đi. Con được ngủ chứ nó lại ăn được. Mình vô cái đi cho chị hai. À, mình vô cái đi nè. Huy ăn chưa? Huy ăn chưa? Chưa thì ăn đi. Anh làm cho em bánh mì 20 đó Huy ạ. À. Rồi bây giờ mình vô đi. Ôi nhớ không? Cảm ơn mọi người.
Rồi bây giờ chắc là bé Hạt Trân sắc cam để cho em cam đang vô ăn nha cả nhà. Đây cái chân rung rung rồi đó. Rồi rồi đây nha bà của chú. Ăn rồi cả nhà, qua kênh nha, tại cái tiệm đi xem nha, Trường ăn bánh kem nha. Còn bây giờ thì Bác Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Bye bye. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye bà cô chú.